thành thông lệ, lễ tổng kết trao bằng tốt nghiệp của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc thường gắn với buổi lễ tuyển dụng và giới thiệu việc làm. Hoạt động này không chỉ thu hút đông đảo sinh viên khóa cuối mà nhiều sinh viên đang học năm thứ hai cũng hào hứng đến tìm hiểu. Việc kết nối các công ty, doanh nghiệp về tại trường tuyển dụng lao động đã được nhà trường thực hiện nhiều đợt trong năm. Cao điểm nhất là thời điểm các khóa bắt đầu tốt nghiệp. Riêng trong năm 2017 này, trong số 800 sinh viên tốt nghiệp thì đã có hơn 300 sinh viên đã được tuyển dụng ngay trong đợt thực tập tại doanh nghiệp. Về phía các doanh nghiệp, rất nhiều đơn vị cũng đặt niềm tin vào chương trình ký kết hợp tác này. Trong quá trình thi tác nghiệp với trường, chúng tôi nhận thấy có hai yếu tố mà sinh viên của trường có thể nói là nổi bật so với các cái trường nghề khác. Cái thứ nhất đó là các bạn được các thầy các cô trang bị một kiến thức rất là tốt về mặt chuyên môn. Cái điều thứ hai đó là các bạn có một ý thức kỷ luật rất là cao. Khác với các trường khác đó là trường sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Nam Hàn Quốc thì ngoài cái lý thuyết chuyên môn thì các bạn được các thầy các cô đầu tư phần vận hành, tức là phần thực hành tương đối là bài bản. Chính vì vậy mà khi mà ra trường thì các bạn có thể bắt nhịp ngay với quá trình mà chúng ta làm các cái công tác có liên quan đến kỹ thuật, đặc biệt là liên quan đến kỹ thuật điện. Song song với việc tìm kiếm cơ hội cho sinh viên đang học tập tại trường, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc cũng đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp để đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động kỹ thuật của doanh nghiệp, thi đánh giá kỹ năng nghề, thi nâng bậc cho lao động tại các doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng sẽ hỗ trợ và tiếp nhận học sinh, sinh viên của trường đến thực tập, tham gia xây dựng các chương trình đào tạo, nhận giáo viên học nâng cao tay nghề tại doanh nghiệp hoặc tạo điều kiện để các chuyên gia của doanh nghiệp giảng dạy, chuyển giao công nghệ ngay tại trường. Cái chất lượng các bạn sinh viên ra trường tốt nghiệp từ Việt Hàn ấy thì chúng tôi đánh giá rằng là về cái tay nghề cũng như là cái kỹ năng nghề nghiệp thì các bạn được chuẩn bị rất là tốt, và ngoài ra thì cái tư cách đạo đức cũng như là cái tác phong làm việc thì các bạn đã có những cái tiêu chuẩn nhất định, chứng tỏ là các bạn đã được đào tạo rất là chu đáo. Thì trong thời gian vừa qua, nhà trường đã triển khai nhiều lĩnh vực, nhưng đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo thì nhà trường đã triển khai với doanh nghiệp để lấy ý kiến xây dựng chương trình đào tạo. Hiện nay nhà trường đang hợp tác với khoảng gần 50 doanh nghiệp lớn và nhỏ, và hiệu quả đưa lại rất là tốt, đặc biệt là xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tiễn. Cái thứ hai, sự phối hợp với doanh nghiệp với nhà trường và hiệu quả là để nâng cao tay nghề cho công nhân của doanh nghiệp. Cái thứ ba là tìm nơi sinh viên thực tập sát thực tế. Cái thứ tư, tạo cái đầu ra cho học sinh sinh viên. Những nỗ lực của nhà trường trong việc hợp tác của doanh nghiệp đã thực sự đem lại trái ngọt và đưa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc trở thành một địa chỉ đào tạo tin cậy. Hàng năm, số sinh viên ra trường có việc làm đạt trên 90%.